Hello, xin chào các bạn. Đây là cái video đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau học kiến thức để kiếm tiền cùng với YouTube. Thì chắc chắn rồi, làm YouTube thì chúng ta phải tạo dựng một cái kênh YouTube. Tạo dựng kênh là điều vô cùng quan trọng. Thì mục đích của các bạn là cái gì thì các bạn mới tạo được cái kênh YouTube như thế. Thì nói đúng là cái giáo trình này mình sẽ không chỉ dành cho doanh nghiệp hay là dành chủ các doanh nghiệp mà còn dành cho mỗi cá nhân nữa. Nếu như các bạn là chủ doanh nghiệp thì các bạn biết là các bạn sẽ định làm cái YouTube như thế nào rồi, thì mình chỉ đưa ra những gợi ý và những công thức thôi. Thế còn những có những bạn mà bây giờ muốn kiếm tiền YouTube và muốn mở đầu và muốn khai trương cái công việc YouTube của mình, và các bạn trẻ, các bạn đang muốn startup nó, thì mình sẽ làm cái định hướng cho các bạn, định hướng cho doanh nghiệp và cũng như định hướng cho mỗi cá nhân luôn. Nó sẽ tổng hợp cho các bạn luôn. Thì cái video này nó rất là giá trị và chúng ta sẽ cùng nhau đi từng tí một nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ trả lời cho mình câu hỏi đầu tiên. Trước khi mình nói về cái kênh YouTube thì mình sẽ muốn nói với các bạn trả lời cho mình đầu tiên là sứ mạng. Hay là sứ mạng của các bạn là gì? Đấy, thì các bạn sẽ tạo cái kênh như vậy, tạo cái kênh YouTube như vậy. Thì nói đúng là nói về cái sứ mạng thì có một số người có, hoặc là chủ doanh nghiệp, hoặc là khi các bạn khởi động doanh nghiệp các bạn đã biết là sứ mạng là gì rồi. Thế nhưng mà có những bạn mới ra trường các bạn, hoặc là đang muốn startup thì các bạn chưa biết sứ mạng là gì, thì các bạn hãy trả lời cho mình là các bạn muốn người khác nhớ đến bạn bởi điều gì, thì các bạn sẽ tạo kênh YouTube như thế. Thì Lộc muốn, ví dụ như Lộc là Lộc muốn mọi người nhớ đến mình là một nhà huấn luyện, là một người đào tạo. Mình muốn mọi người nhớ đến mình là mình là người có tài dạy dỗ và dạy dỗ rất nhiều môn học khoa học để phát triển bản thân cũng như doanh nghiệp con người. Thì mình tạo một cái kênh đúng như thế, mình lấy cái tên của mình làm tên kênh. Đây các bạn có thể thấy là cái kênh YouTube của mình, thì mình để cái video giới thiệu này cũng như là ảnh bìa này và cũng như fanpage của mình, fanpage Facebook, thì mình để đây. Nó nói về cái sứ mạng của mình, nói về cái sứ mệnh của mình, nói về cái mục đích của mình. Đây là sứ mệnh của mình. Mình muốn trở thành một diễn giả, trở thành một người giảng dạy. Còn mình muốn mọi người nhớ đến mình là một nhà huấn luyện và là một chuyên gia tư vấn và dạy dỗ giúp phát triển doanh nghiệp. Thì đấy là mình, cái mà mình muốn mọi người nhớ mình, và mình làm kênh YouTube nó cũng vậy. Và mình để cái tên của mình, nó chính là cuộc đời của mình, và mình làm chính cuộc đời và toàn bộ cuộc đời của mình ở trên kênh YouTube này. Thì đấy là cái mục đích của mình khi mình làm cho kênh YouTube. Thì các bạn chỉ cần trả lời cho mình hai cái điều này thôi, thì các bạn có thể tạo được kênh YouTube của riêng bản thân bạn rồi. Các bạn chỉ cần biết sứ mạng của các bạn là gì, sứ mạng của các bạn là gì. Nếu các bạn chưa có sứ mạng thì các bạn hãy trả lời cho mình là các bạn muốn người khác nhớ đến bạn bởi điều gì, các bạn muốn người khác biết đến bạn, nhớ về bạn bởi điều gì. Thì các bạn tạo kênh YouTube như vậy thôi. Và các bạn phải loại bỏ cái tư duy, loại bỏ những cái tư duy là tôi không thể, đấy, là ví dụ là tôi không thể, đấy, hay là tôi không có tài, đấy, tôi không diễn được, đấy, tôi không có tài, tôi không phù hợp, tôi không diễn được, rồi là các bạn lại nói là tôi đâu có phải là người nổi tiếng, tôi đâu có phải là người trí thức hay là người có tầm ảnh hưởng trên xã hội, tôi không nổi tiếng, đúng không? Các bạn phải bỏ những cái tư duy ấy đi, bởi vì nó có thể là YouTube sẽ giúp bạn có thể. Cái gì mà bạn nghĩ là không có thể thì YouTube lại giúp bạn có thể. Nó không bao giờ nó nghĩ rằng ấy, là mình sẽ trở thành một YouTuber chuyên nghiệp đâu, nhưng mà YouTube đã khiến mình trở thành điều đó. YouTube đã giúp mình. Ngày xưa mình không nghĩ là mình phù hợp với công việc là kiếm tiền cùng với YouTube đâu, và trở thành nhà marketing đâu, hoặc là bán hàng trên YouTube, hoặc là bán hàng qua các kênh video đâu. Mình chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mà về sau mình làm mình thấy mình cũng phù hợp, và YouTube giúp mình nổi tiếng. Thế cho nên các bạn đừng nghĩ là các bạn không phù hợp hay không nổi tiếng hay các bạn không thể, vì các bạn nghĩ như vậy nên các bạn không thể làm được. Nhưng mà các bạn loại bỏ đi, các bạn cứ nhớ là các bạn muốn người khác nhớ đến mình bởi điều gì, các bạn muốn người khác nhớ đến bạn bởi điều gì, hãy làm điều đó. Đơn giản như vậy thôi. Thì đấy là mình muốn định hướng cho các bạn, để các bạn có một ý tưởng và tạo ra cái YouTube, có một ý tưởng về cái YouTube. Thế nhưng mà
Nhưng mà thế nhưng mà cái điều đó nó không dừng lại thì các bạn sẽ đặt tên cái kênh nó như thế nào đúng không? Thì mình sẽ cho các bạn cái công thức để đặt tên kênh, công thức để chọn tên kênh nhé, để chọn tên cho kênh. Thì để chọn tên kênh, nếu các bạn là chủ doanh nghiệp rồi, các bạn chủ doanh nghiệp rồi ấy, thì các bạn lấy cái tên doanh nghiệp của các bạn đặt cho cái tên kênh này. Thế nhưng mà cái nó phải phụ thuộc theo các yếu tố. Thứ nhất là chuẩn SEO. Thế chuẩn SEO thì có đôi khi các bạn sẽ không biết chuẩn SEO nó là cái gì đâu. Đó, thì mình sẽ chia sẻ các bạn luôn một kiến thức là đáng giá hàng triệu đồng. Đó là kiến thức đặt tên chuẩn SEO nhé. Đặt tên chuẩn SEO thì các bạn nhớ này, nó có tên thương hiệu của các bạn cộng với một cái tính từ đấy, và cộng với một cái danh từ. Mình sẽ ví dụ nha. Ví dụ mình sẽ ví dụ là, ví dụ như tên thương hiệu mình sẽ ví dụ như là Lộc điều hòa. Đấy, mình làm điều hòa mà. Lộc điều hòa thì mình sẽ rẻ nhất là tính từ Hải Phòng. Hoặc là sắp tới thì mình sẽ thành lập công ty thì mình sẽ đặt là tên công ty của mình là điện máy bốn mùa. Điện máy là cái thương hiệu thôi, hay là các bạn đặt là Lộc điện máy đấy, hay là Lộc điện máy, hay là trung tâm điện máy, hay là Lộc điện máy gì đó, thì nó chỉ là cái tên thương hiệu thôi, nhưng mà sẽ có cái tính từ là bốn mùa đấy. Đấy, Hải Phòng ví dụ vậy, hoặc là Việt Nam. Ok ạ, hiểu ạ. Nếu như các bạn mà không ấy, không bạn không dùng tính từ, không có tính từ thì các bạn sẽ thấy là Lộc điện máy Hải Phòng thì nó không có cái điểm nhấn, nó không có điểm sáng, nó không gây phấn khích người ta, nó không có rẻ nhất này, hay là nhanh nhất, hay là tiết kiệm nhất, hay là uy tín nhất, hay là cái gì đó, thì hay uy tín hay là cái gì đó, nó không tạo ra cái cảm xúc cho cái người xem, cho cái người nhìn thấy cái tên kênh của bạn. Thứ nữa là các bạn sẽ thấy là Hải Phòng này, ví dụ như mình nói là Hải Phòng, nếu như bạn không có cái chữ Hải Phòng này thì người ta sẽ nghĩ là bạn làm trên cả đất nước Việt Nam. Đấy, và đặc biệt là mình đang muốn là SEO. SEO là khi người ta gõ và search trên Google tìm kiếm, hay là YouTube tìm kiếm, hay bất cứ là qua cái công cụ tìm kiếm nào, thì cái địa danh nó sẽ đóng gói cái từ khóa chúng ta, nó sẽ dẫn hướng cho cái người search, người tìm kiếm. Thế đây là công thức để các bạn chọn kênh các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là đôi khi chúng ta sống, chúng ta không biết công thức này thì chúng ta rất khó để chọn kênh đúng không? Nhưng mà có này thì nó sẽ dễ rồi. Nhưng mà các bạn sẽ nói là tại sao lại Lộc lại đặt tên kênh của Lộc lại chỉ có Lê Văn Lộc thôi, mà lại không 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 đặt cái gì rõ rõ là cụ thể cả. Thì sắp tới thì Lộc làm phát triển cái mảng nào thì Lộc sẽ mở một kênh YouTube riêng về cái mảng đấy. Thế còn cái kênh YouTube Lê Văn Lộc mà các bạn đang xem đây, kênh này nó là cả cuộc đời của Lộc, nó là cả bản thân của Lộc, cả cuộc đời của Lộc. Cho nên Lộc chỉ để cái tên của mình làm tên thương hiệu, nó chỉ là thương hiệu để mong là để các bạn nhớ về bản thân Lộc, nhớ về bản thân Lộc là bởi điều gì thôi. Đúng không? Các bạn muốn biết là bởi điều gì các bạn vào kênh YouTube bạn xem sẽ biết, vì là kênh YouTube là mình tổng hợp cả cuộc đời mình vào đây, nên mình không dẫn hướng một cái gì cả. Đấy, không có tính từ, không có danh từ ở đây. Thì đây là cái điều đặc biệt. Đây là một đây nó gọi là từ khóa ngách, mà nó gọi từ khóa chính, và nó cũng là từ khóa khó SEO, nên vì chỉ có cái tên của mình thôi. Thế thì sau này học SEO và marketing thì mình sẽ dạy các giáo trình SEO cho các bạn về cái tư duy SEO, thì mình sẽ nói rõ sau. Thì đây là cái công thức thứ nhất. Thì đây là cái công thức quan trọng nhất để các bạn chọn một cái kênh muốn kiếm tiền được. Đó, các bạn nhớ. Thì trong công thức về chuẩn SEO thì nó có công thức nữa, đó là công thức về từ viết tắt. Ví dụ như các bạn muốn đặt cái tên này, điện máy bốn mùa Hải Phòng, thì mình sẽ không thể nào mà khiến người ta cứ nhớ mãi cái điện máy bốn mùa Hải Phòng này mãi được, nó quá là dài. Thì các bạn nên nghĩ ra một cụm từ viết tắt. Ví dụ như mình sẽ lấy bốn từ như là DM, BM, đấy, điện máy bốn mùa chẳng hạn, DM, BM, nhưng mà hoặc là bạn nghĩ ra một cái tên gì đó bằng tiếng Anh, hoặc là viết tắt nó lại thì người ta sẽ nhớ hơn. Các bạn có thể nhớ Vin này, nhớ Audi này, nhớ TCL này, đúng không? Các bạn nhớ những cái mác, cái ký hiệu của họ đấy, thì cái từ viết tắt này cũng vậy. Hay nhớ Sơn Tùng MTP, đúng không? Đây là cái từ viết tắt, thì các bạn
tạo ra cái từ viết tắt cho mình. Thì Lộc cũng tạo ra cái từ viết tắt cho bản thân Lộc, đó chính là từ Happy, đúng không ạ? Từ Happy. Thực ra thì Mark làm cái tên, còn thực ra Happy thì nó cũng làm cái tên hơn là viết tắt, hơn là chữ viết tắt, nhưng mà nó cũng là, nhưng mà mình cũng coi nó là cái từ viết tắt, bởi vì nó đang đánh lạc hướng tên viết tắt này, cái từ viết tắt này nó đã đánh lạc hướng của một người theo dõi, của người xem, hay của một khán giả, hay của một fan. Nó đánh lạc hướng, nó làm cho con người ta nhớ và nhớ cộng hưởng. Đây là cái điều rất là hay các bạn. Các bạn có hiểu là bộ não con người ấy, họ không rất khó để nhớ một thứ, nhưng rất dễ để nhớ một thứ cùng với một thứ. Đấy. Tức là rất khó để nhớ một điều nhưng lại rất dễ để nhớ hai điều, ba điều, bốn điều mà những điều đó liên quan đến nhau. Thì đấy là như vậy, thì cái từ viết tắt này là như vậy, tức là để dẫn hướng, để định hướng. Tức là để dẫn hướng người xem, định hướng người xem, định hướng khán giả, định hướng fan của các bạn, thì các bạn nên dùng hai cái cách này. Đây là những cái rất là giá trị mà mình muốn chia sẻ trong cái video này, nó vô cùng đắt giá cho các bạn, thì các bạn phải phải như vậy. Rồi cuối cùng là mình sẽ định hướng các bạn về tư duy, và kết thúc cái bài định hướng về tạo kênh YouTube này nhá. Trong phần định hướng là tạo kênh này ấy, thì mình phải nói với các bạn đó là YouTube đấy là rất là quan trọng đến những con người mà sáng tạo, đúng không ạ? YouTube rất quan trọng sáng tạo. YouTube gọi những người là YouTube là nhà sáng tạo. Các bạn phải nhớ này, các bạn là nhà sáng tạo. Bạn phải trở thành nhà sáng tạo. Rồi, các bạn muốn sáng tạo bằng cái có sẵn của người khác hay là sáng tạo cái tự các bạn tạo ra, thì đấy là việc các bạn, tùy vào cái khả năng năng lực các bạn. Nhưng mà Lộc khuyên các bạn là các bạn nên sáng tạo có cơ sở, hoặc là có lấy của người khác, hoặc là có sử dụng của người khác, hoặc là có nhắc đến người khác, hoặc là nhờ vào người khác. Thì cái tư duy đó gọi là tư duy tư duy sử dụng nguồn có sẵn, hay là tư duy đứng trên vai người khổng lồ, hay là tư duy cùng thành công. Đấy là những cái tư duy mà các bạn phải trở thành, nên các bạn phải nên nên là dù là các bạn là nhà sáng tạo, nhưng mà sáng tạo trên những cơ sở của người khác, hay là cùng người khác, hay là lấy của người khác thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà không phải là dí hấp nhá, nó không phải là dí hấp, là các bạn nhớ, bạn phân biệt cho mình cái định hướng. Mình không muốn các bạn dí hấp, và mình không muốn các bạn ăn cắp của người khác, hay là các bạn đạo của người khác, bạn lấy người khác không xin phép người ta. Mà các bạn phải trở thành nhà sáng tạo có sự cộng hưởng cùng với người ta thì mới là đúng. Các bạn không có cộng hưởng hai thì đầu tiên là cộng hưởng với Lập đi, đúng không ạ? Nó sẽ có rất nhiều thứ để dành cho các bạn có thể cộng hưởng được và cùng nhau thành công được. Và chúng sẽ và rất có thể là bạn sẽ trở thành một phần trong đội nhóm của Lộc, hay là một phần trong hệ thống của Lộc, rất là tuyệt vời các bạn, để phát triển được nhiều khả năng và cơ hội kiếm tiền hơn nữa. Vì cái định hướng này nó rất là quan trọng, là khi các bạn tạo ra một cái kênh thì nó chính là cuộc đời các bạn ở đây, nó chính là cái danh tiếng các bạn, nó chính là công việc các bạn, và nó quyết định cái sự thành công của các bạn trong tương lai hay không. Vì mình nói thật các bạn này, cứ 10 người lao vào làm YouTube, tạo ra kênh YouTube, làm việc YouTube thì có đến 6 người bỏ cuộc, chỉ có 4 người trụ lại. 4 người trụ lại thì chỉ có một người thành công thôi, và ba người kia thì ở mức độ là đi bộ, nó rất là nâu, tại nó kiếm được rất ít tiền từ YouTube, các bạn hiểu không? Bởi vì là họ không định hướng họ trở thành nhà sáng tạo, họ không định hướng cái phát triển lâu dài. Họ có thể làm YouTube ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, một năm, hai năm, nhưng mà không thể làm YouTube trong vòng đến hết cuộc đời của họ được, bởi vì họ không hề có định hướng nào cả, họ không có cái định hướng họ trở thành nhà sáng tạo gì cả. Đấy, các bạn phải phải hiểu như vậy. Các bạn phải chọn ra một cái ý tưởng nào đó, nó phải rất là trường, rất là dài. Các bạn có thể là làm một vài năm các bạn vứt đi, nhưng mà đấy là quyết định các bạn, quyết định các bạn. Nhưng Lộc không bao giờ làm như thế, nó không bao giờ làm cái kênh mất công sức học tập đầu tư nghiên cứu sáng tạo rồi là tạo sản sinh ra một kênh YouTube, làm được đôi ba năm, kiếm được một số tiền, sau đó ta vứt cái kênh nó đi. Nó không bao giờ làm cái điều đó. Cái đó nó gọi là tư duy gọi là ăn chuối, tư duy ăn chuối, đúng không ạ? Mình không thích như vậy. Và các bạn làm như vậy thì trong cái giáo trình này cũng sẽ dạy các bạn làm một số các cách để các bạn làm cái kênh như thế để kiếm một số tiền chộp giật. Nhưng mà mình sẽ không dạy sâu cái đó, mình có nói cho các bạn, có dạy các bạn, nhưng mà không dạy sâu trong này. Nên cho nên là cái video đầu tiên là mình nói trước là mình định hướng, đó là định hướng các bạn trở thành nhà sáng tạo, mà giờ nhà sáng tạo lâu dài. Đã lâu dài nhưng mà không biết cuộc đời nó sẽ như thế nào được. Ví dụ như Lộc làm điều hòa, đúng không? Lộc thể làm năm nay, năm sau, hoặc 10 năm nữa mình vẫn làm điều hòa, nhưng có thể 10 năm sau mình không bán điều hòa nữa,
mình chỉ chuyên đi dạy thôi hạn, hoặc là điều hòa mình giao cho người khác hạn, thì mình sẽ chuyển chuyển giao thì đến là một điều khác. Không ai nói trước tương lai, nhưng ý là mình luôn hướng tất cả các học viên, tất cả những người gặp mình, tất cả những người hỏi mình, thì mình luôn hướng họ về một kênh YouTube, đó là dài ra, và thậm chí hướng họ đến là hãy để cho YouTube trở thành một cái cơ hội kiếm tiền, ngay cả khi họ đã rất là già, rất là sau này họ già họ vẫn có thể kiếm được tiền, những người già vẫn có thể kiếm được, và những người già vẫn có thể học cái giáo trình này và kiếm được tiền. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn thôi. Nói đến vậy thôi, chúng ta sẽ nói nhiều hơn, sâu sắc hơn cho các bài học. Thì đây mình sẽ nói với các bạn là YouTube quan trọng các bạn, là nhà sáng tạo. Vì YouTube, mục đích của YouTube này, thì mình nói các bạn này, vì sao YouTube muốn những người tham gia với họ trở thành nhà sáng tạo? Bởi vì mục đích của YouTube là YouTube muốn chiếm thế giới. Các bạn phải hiểu là chiếm ở đây không phải là chiến tranh hay là chiếm đóng hay là gì. Chiếm thế giới đây là YouTube muốn trở thành một cái trang web, một cái nền tảng mà trên toàn thế giới phải sử dụng đến, không thể thiếu, và cả thế giới phải làm. Nó như là cơm ăn áo mặc hàng ngày, hay là như là đồ ăn thức uống hàng ngày, nó như là cái điều cấp thiết hàng ngày, như là hơi thở. Đây là cái mục đích của YouTube. Thì có thể là sẽ không ai nói các bạn về cái mục đích YouTube này đâu, nhưng mà cái này là Lộc chiêm nghiệm ra thôi, vì đây là cái mục đích của YouTube thật, và YouTube đã làm cái điều đó. YouTube đã sản xuất ra tất cả các ứng dụng, tất cả các liên kết của mình, các app, rồi là các cách để cho mọi người trên toàn thế giới chỉ cần có internet đều phải dùng đến YouTube. Và trên TV bây giờ người ta sẽ ít xem các kênh truyền hình rồi, và thành xem YouTube mất rồi. Cho nên là bạn phải hiểu cái mục đích của YouTube. Cho nên là nếu như các bạn mà làm YouTube hay tạo ra kênh YouTube mà không giúp cho YouTube đạt đến cái mục đích này đấy, thì rất có thể sau này YouTube sẽ loại bỏ bạn, và thậm chí là tự các bạn sẽ bị văng ra khỏi cuộc chơi với YouTube. Vì biết làm sao được bây giờ, đúng không? Không biết là sao được cả, vì đây là nó là cái kế hoạch của YouTube rồi. Mục đích của YouTube là trở thành một ông lớn, chứ không phải là một cái nơi mà để người ta đăng video để chơi, hoặc là nơi spam, hay là nơi để người khác lợi dụng YouTube kiếm tiền. YouTube không làm như vậy. YouTube chọn những nhà sáng tạo để hoàn thành mục đích của YouTube là chiếm lấy thế giới, muốn thế giới coi YouTube như là hơi thở quan trọng như hơi thở không thể thiếu. Đấy, thì các bạn phải nhớ đây này. Và khi YouTube thành lập và làm việc thì các bạn biết rồi, cái nền tảng YouTube bây giờ thì có rất là nhiều người dùng, và YouTube trở thành cái chợ này, trở thành một cái nơi giải trí này, trở thành một nơi giáo dục này, trở thành tất cả mọi thứ. Vì tất cả cái gì có thể video có thể mang đến cho mọi người thì YouTube đã trở thành điều đó. Nên các bạn phải hiểu là cách nào, chọn một con đường nào đều có thể làm cùng với YouTube được, vì nó chỉ là những video thôi. Nên là khi các bạn không phải ngại, khi các bạn định hướng, các bạn mở cái YouTube, bạn không phải ngại là các bạn làm cái gì, các bạn hiểu không ạ? Không phải ngại là cái gì, các bạn chỉ biết là các bạn trả lời cho mình hai câu hỏi, đó là sứ mạng của bạn là gì và các bạn muốn người khác nhớ đến mình như thế nào. Thế thì còn một số lưu ý mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây, đó là YouTube là một công ty lớn. YouTube là một công ty lớn, nó là công ty con của Google. Thì YouTube ở đây nó YouTube là lớn. YouTube tuyển vào những nhân sự làm việc, những giám đốc, những người IT và những con người đó rất là giỏi. Và YouTube không phải là một nơi dễ chơi, không phải là nơi dễ chơi, nhưng mà nó cũng lại là một nơi rất là cơ hội. Không phải một nơi dễ chơi, nhưng mà là nơi rất là cơ hội dành cho những con người kiên trì, dành những con người đúng đắn, dành những con người tốt, dành cho những con người muốn cùng YouTube kiếm tiền, chứ không phải dành những con người không phải là dành cho những con người mà thích lách luật, thích lướt sóng với YouTube hay là thích làm cái YouTube. Không, YouTube không làm một nơi như vậy. Và YouTube là một nơi rất là đồ sộ như vậy. Trên là thế giới là có rất nhiều người trở thành đối tác của YouTube và trở thành những người kiếm tiền cùng YouTube. Thì nếu như YouTube mất đi bạn hoặc mất đi một vài người thì một vài kênh YouTube không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà các bạn sẽ ảnh hưởng rất lớn vì các bạn đã đánh mất đi cơ hội làm việc với YouTube. Cho nên các bạn phải chọn đúng và chọn và xác lập cái con người của mình ngay từ đầu tiên.
Bởi vì YouTube có rất nhiều thuật toán, có rất nhiều thuật toán, các bạn không thể lách qua những thuật toán nào đâu, không thể lách qua thuật toán đâu. Các bạn hiểu là bây giờ đang có rất nhiều người làm YouTube rồi và họ đã rất giỏi, họ đã chạy trước các bạn rồi, nhưng mà không có nghĩa là họ đã chiếm hết thị trường rồi. Các bạn đừng có cố gắng lách qua những con người đã đi trước các bạn rồi là vượt qua cái thuật toán YouTube. Đấy không phải là cơ hội để các bạn lớn hơn, mà và đó chỉ là mất thời gian, chỉ là các bạn không đạt được cái điều bạn mong ước thôi. Cho nên cơ hội là dành cho những người có suy nghĩ thật, đúng đắn thật nhé. Đấy, và cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là YouTube là có rất nhiều thuật toán, có rất nhiều thuật toán. Thuật toán của YouTube là thứ nhất là để bảo vệ điều tốt và loại bỏ xấu, loại bỏ những con người xấu, loại bỏ những ý tưởng xấu, loại bỏ những cái điều không tốt. Thì bác lại hiểu này, dù nó có nhiều thuật toán như đâu, nhưng mà các bạn chỉ nhớ một điều quan trọng này: các bạn làm điều tốt, điều đúng, điều có giá trị, ích lợi, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức, đúng không? Thì các bạn nghiễm nhiên không cần phải học hết tất cả thuật toán tốt, dù nó có nhiều đâu mà kệ nhà nó, các bạn thành công, đúng không? Thì đây là cái video mình chia sẻ với các bạn. Và các bạn thấy cái video này hay thì các bạn ghi chép lại cho bản thân mình, và các bạn nhớ những lời mình dặn với các bạn, thì học các bài tiếp theo nó mới giá trị, nó mới có ích. Vì Lộc không muốn lại kiến thức trao cho người không có đạo đức, mình không muốn điều đó. Các bạn phải nhớ, các bạn phải là người có cái tư duy đúng, là một con người chuẩn, là một con người chất nhá, một con người chất, các bạn phải nhớ như vậy. Nếu các bạn thấy cái video hay thì các bạn chia sẻ cho những người khác mà họ đang muốn kiếm thêm thu nhập, đang muốn phát triển cuộc đời của họ, đang muốn có thêm kiến thức. Nếu video này hay thì các bạn hãy chia sẻ cho họ xem nhé. Và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là subscribe kênh của mình, đăng ký kênh của mình để đón chờ những cái bài học tiếp theo từ mình. Và các bạn hãy comment những gì các bạn muốn học, câu hỏi và các bạn thắc mắc, hoặc là các bạn có thể đóng góp cho cái bài dạy của mình, cho những cái giáo trình các bạn học được sâu sắc và đầy đủ hơn. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo lập một cái Gmail làm sao cho nó chuẩn chỉ để các bạn không bị hack, không bị tấn công. Nó là một cái Gmail khỏe, một Gmail có sức mạnh để có thể kiếm tiền và được Google cũng như YouTube đánh giá cao cái Gmail đó. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhé.